Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng Bộ Y tế, tại văn bản số 2060 ngày 20 tháng 10 năm 2023, ý kiến của Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng nếu vẫn tiếp diễn tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế mà người dân đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc để điều trị, thì cần có cơ chế để bảo hiểm y tế hoàn trả lại các khoản này để bảo đảm quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về ý kiến này. Đồng thời, theo báo cáo của Chính phủ, đến nay còn sắp xỉ 2.500 tỷ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được thanh toán, quyết toán, từ năm 2021 chưa được giải quyết. Xin Bộ trưởng cho biết các giải pháp để chấm dứt tình trạng chậm thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Kính thưa Quốc hội, Bộ Y tế xin phép được báo cáo hai nội dung liên quan tới. Thứ nhất là về vấn đề bệnh nhân phải mua thuốc ngoài thì có được thanh toán bảo hiểm y tế hay không. Thì báo cáo với cả Quốc hội về mặt nguyên tắc thì cơ sở khám chữa bệnh là theo quy định là phải đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh và không để người bệnh phải mua thuốc ngoài trong thời gian điều trị nội trú. Và nếu cho người bệnh tự mua thì cũng có thể có nhiều cái nguy cơ liên quan đến chất lượng thuốc, an toàn người bệnh và giải quyết tranh chấp khi có tai biến, rủi ro, lạm dụng chỉ định hoặc là bệnh nhân mua phải giá cao khó xác định trong cái vấn đề thanh toán. Thế và Bộ Y tế thì trong cái quá trình mà thực hiện cái phòng chống dịch COVID-19 thì cũng đã phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến thiếu thuốc và thực tế là nhiều cơ sở y tế là không đảm bảo đủ thuốc và bệnh nhân phải có hiện tượng là ra ngoài mua thuốc để tự điều trị. Và chúng tôi thì xin phép ghi nhận tiếp thu ý kiến của đại biểu liên quan nội dung này và thống nhất quan điểm là về quyền lợi của bệnh nhân, của người tham gia bảo hiểm y tế là phải được đảm bảo và đây là một cái yêu cầu hết sức là chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên hiện nay thì trong các quy định của chúng ta chưa có quy định về việc trực tiếp thanh toán cho bệnh nhân khi mà ra ngoài mua thuốc. Chính vì vậy thì trong thời gian vừa qua thì về phía Bộ Y tế chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi cũng đề nghị các cơ sở y tế là thực hiện các cái chỉ đạo, các quy định liên quan đến việc mua thuốc vật tư y tế để đảm bảo phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Thứ hai là cũng đề xuất là các cái cơ chế để nghiên cứu làm sao các cơ sở khám chữa bệnh có thể điều chuyển thuốc giữa các cơ sở khi mà các cái kết quả thầu còn hiệu lực. Thế và cái thứ ba là cũng rà soát lại các cái danh mục thuốc và dự kiến đầu năm 2024 thì sẽ bổ sung thêm cái danh mục thuốc này đảm bảo cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Và thứ năm đó là liên quan đến cái vấn đề cơ chế để thanh toán tiền cho người bệnh trực tiếp. Liên quan nội dung này thì chúng tôi đã giao cho vụ bảo hiểm y tế xây dựng cái thông tư và hiện nay thì nội dung này đang được đơn vị chuyên môn xây dựng thì chúng tôi cũng sẽ lấy ý kiến của các bộ ban ngành địa phương trong quá trình hoàn thiện thông tư này để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Đối với nội dung của đại biểu Đỗ Đức Hiển, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, thứ nhất về việc thanh toán cái tổng mức của bảo hiểm y tế theo cái nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ. Thì chúng tôi báo cáo là tại nghị quyết số 144 ngày 5 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ ban hành thì đã cho phép tháo gỡ cái vấn đề tổng mức về bảo hiểm y tế bị vượt tổng mức của năm 2021. Và trên cơ sở đó thì Bộ Y tế cùng với cả các cơ sở y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát các nội dung chi để thực hiện đúng theo các quy định và hiện nay thì cái tổng mức trên cơ sở rà soát thì khoảng hơn 1.000 tỷ. Thì cái nội dung này thì cũng đang được Bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng với các cơ sở y tế để thanh toán. Và cái thứ hai nữa là đảm bảo tháo gỡ những cái vướng mắc liên quan đến tổng mức này của các giai đoạn trước đây. Thì Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ ban hành nghị định số 75 ngày 19 tháng 10 năm 2023 tháo gỡ những vấn đề liên quan đến vướng mắc về tổng mức của các cơ sở y tế của giai đoạn trước năm 2021 thì hiện nay nghị định này thì đang được triển khai thực hiện. Thì đây cũng là một cái nội dung mà Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã phối hợp và trình với Chính phủ ban hành.